trao đổi một số liên quan các vấn đề chuyên môn, cũng giống như là chúng ta đã làm thường kỳ trong thời gian qua. Chúng tôi cũng đã nhận được một số các phản hồi khá là tích cực, và chúng tôi hy vọng rằng các bạn, các đầu cầu sẽ chia sẻ với nhau càng nhiều các ca khó, các ca bệnh nặng thì chúng ta càng có nhiều các cái cơ hội để tiếp xúc, gặp các bệnh nhân khó và chúng ta cùng trao đổi, nâng cao cái trình độ chẩn đoán điều trị chúng ta. Trong ngày hôm nay thì phần mở đầu chúng tôi xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai của Viện Sức khỏe Tâm thần sẽ trình bày vấn đề rối loạn lo âu và bệnh lý cơ thể. Sau đó đến phần thứ hai, đấy là phần hội chẩn các ca bệnh nặng, và trước đó chúng ta có điểm lại các ca bệnh từ thứ năm tuần trước. Xin kính mời bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai bắt đầu. Kính thưa giáo sư Nguyễn Gia Bình, kính thưa quý thầy cô và các anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay xin được trao đổi với các anh chị về chủ đề rối loạn lo âu và bệnh lý cơ thể. Thì trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta đã trải qua rất nhiều cái cảm giác lo lắng, căng thẳng với các sự kiện trong cuộc sống, cũng như đã trải qua cái tình huống mà gây lo âu. Nhưng khi nào những cái lo lắng, lo âu này trở thành rối loạn và cần phải điều trị? Thì khái niệm thì lo âu là một trạng thái căng thẳng cảm xúc. Rối loạn lo âu là sự đáp ứng không phù hợp với các kích thích của cơ thể và môi trường về cường độ và thời gian. Rối loạn lo âu là sự đáp ứng cả về tâm thần, bao gồm các triệu chứng chủ quan và các triệu chứng cơ thể như rối loạn thần kinh thực vật, trương lực cơ, v.v. Về dịch tễ học thì sự kết hợp rối loạn lo âu và bệnh lý cơ thể mạn tính có tỷ lệ cao. Tại Mỹ thì ảnh hưởng đến 6,8 triệu người với tỷ lệ mắc bệnh trong 12 tháng là 2,1% và tỷ lệ mắc bệnh suốt đời là 4,1%. Tại châu Âu thì ảnh hưởng đến 5,9 triệu người với tỷ lệ mắc bệnh trong 12 tháng là 0,2-4,3%. Trên thế giới thì tỷ lệ mắc bệnh trong 12 tháng là 3,1% và trong suốt cuộc đời là 5,7%. Bệnh lý lo âu mạn tính phổ biến ở người lớn tuổi với tỷ lệ mắc trong cả đời là 6%. Sự phối hợp giữa lo âu và trầm cảm thì lo âu và trầm cảm có cùng một nền tảng rối loạn điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh là serotonin và noradrenaline. Chính vì vậy mà chúng thường song hành với nhau. Sau đây là rối loạn lo âu lan tỏa trên một số bệnh lý nội khoa cụ thể. Nhóm bệnh lý hay gặp nhất đó là nhóm bệnh lý tim mạch, với tỷ lệ đồng mắc bệnh lý lo âu rối loạn khí sắc với bệnh tim mạch cao tại Mỹ. Trong nghiên cứu của Godwin thì 34% bệnh nhân tim mạch có rối loạn khí sắc, 3,3% bệnh nhân tim mạch có rối loạn lo âu. Bệnh lý lo âu đi kèm với nguy cơ tim mạch thì lo âu làm cho nguy cơ tim mạch cao gấp 2,7 lần. Sự kết hợp giữa lo âu và trầm cảm thì làm cho tăng nguy cơ tim mạch lên gấp 3,54 lần. Trên nhóm bệnh lý tiêu hóa thì nghiên cứu của Xiao năm 2012 khi khảo sát bệnh nhân tiêu hóa ngoại trú tại 13 bệnh viện tại Trung Quốc thì nhận thấy 63,64% bệnh nhân có điểm số của thang đánh giá lo âu trầm cảm cao. Theo DSM-4 thì 9,43% bệnh nhân bị lo âu và 4,66% bệnh nhân bị cả lo âu và trầm cảm. Tỷ lệ bệnh nhân lo âu trên phối hợp ở những bệnh nhân bị viêm đường ruột và viêm ruột là 19% và 42%. Bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích tại Iran thì có tới 39,38% được chẩn đoán là lo âu. Với những bệnh nhân bị bệnh Crohn thì 20% bị trầm cảm điển hình hoặc lo âu lan tỏa, theo nghiên cứu của Anthas Krishnan. Trên nhóm bệnh lý hô hấp thì 16,3% bệnh nhân hen có lo âu, cao gấp 1,92 lần so với nhóm không bị hen. Nghiên cứu cũng thấy rằng 20-40% bệnh nhân hen trải qua triệu chứng lo âu rõ rệt. Tại Mỹ thì tỷ lệ bệnh nhân rối loạn lo âu trên bệnh nhân COPD là 10-19%. Vậy các nhóm triệu chứng lâm sàng của lo âu như thế nào? Triệu chứng lâm sàng của lo âu thì bao gồm rất nhiều triệu chứng cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta dễ lẫn với các bệnh lý chuyên khoa nội, hoặc là những cái triệu chứng này làm trầm trọng hoặc nặng thêm các triệu chứng cơ thể của bệnh lý mà bệnh nhân đang mắc phải. Bao gồm thứ nhất là các nhóm triệu chứng tim mạch và vùng ngực như hồi hộp, đánh trống ngực, cảm giác khó thở, cảm giác nghẹn, đau hoặc khó chịu ở ngực, huyết áp tăng, dao động hay còn gọi là tăng huyết áp tâm sinh, điện tim thì có nhịp nhanh xoang. Nhóm các triệu chứng vùng bụng và tiêu hóa như là sôi bụng, buồn nôn, cảm giác trào ngược, cồn cào vùng thượng vị, triệu chứng đại tràng kích thích. Nhóm các triệu chứng thần kinh cơ như run, đau đầu, căng cơ, đau cơ, chóng mặt, choáng váng và thường là hay bị nhầm là thiếu máu não hay là các triệu chứng tiền đình, triệu chứng ngất xỉu. Các triệu chứng thần kinh thực vật khác như là vã mồ hôi, khô miệng, cơn đỏ mặt hoặc ớn lạnh, tê cóng hoặc cảm giác kim châm. Các triệu chứng căng thẳng như bệnh nhân bồn chồn, đứng ngồi không yên, không thể thư giãn được, cảm giác tù túng hoặc căng thẳng tâm thần, cảm giác có khối hoặc có gì đó vướng trong họng gây cảm giác khó nuốt. Các trạng thái tâm thần có thể gặp như tri giác sai thực tại hoặc giải thể nhân cách.
Bệnh nhân lo sợ rất nhiều chủ đề khác nhau như sợ mất kiềm chế, sợ bị chết, sợ có điều gì đấy không hay sẽ xảy ra với các thành viên trong gia đình, sợ bị bỏ đói, sợ nhà hết gạo mặc dù thực tế rất đầy đủ, sợ bị bỏ rơi, vân vân. Một số triệu chứng khác như bệnh nhân bị đáp ứng quá mức hoặc giật mình trước các kích thích nhỏ, khó tập trung, đầu óc trống rỗng vì phải tập trung vào các chủ đề lo âu, bệnh nhân dễ cáu gắt, khó ngủ và rối loạn giấc ngủ thường là một trong những triệu chứng đầu tiên bệnh nhân quan tâm và than phiền. Trên đây là tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn lo lan tỏa theo ICD-10. Chẩn đoán phân biệt thì vì trong lo âu có rất nhiều triệu chứng cơ thể và triệu chứng thần kinh tự trị và đây là những dấu hiệu dễ lẫn với các triệu chứng bệnh lý cơ thể mà bệnh nhân hiện mắc và dễ bị các thầy thuốc chuyên khoa khác bỏ qua. Vậy thì phân biệt như thế nào với khi mà bệnh nhân có các triệu chứng cơ thể như vậy? Thì thường các triệu chứng cơ thể của bệnh nhân lo âu thì không thể giải thích và không phù hợp với các tổn thương cơ thể ở bên dưới. Các triệu chứng lo âu thì thường không có tính hệ thống mà thay đổi theo thời gian và tăng lên khi có căng thẳng hoặc là stress. Sự cần thiết phải điều trị rối loạn lo âu ở các bệnh nhân có bệnh lý cơ thể thì rối loạn lo âu lan tỏa gây ảnh hưởng đến chức năng, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ trầm cảm và trầm trọng thêm các bệnh lý thần kinh, kéo dài thời gian nằm viện hơn 4 lần so với người khỏe mạnh. Rối loạn lo âu lan tỏa làm tăng nguy cơ tự sát, tỷ lệ tự sát trong suốt cuộc đời nó là 31,9%, tỷ lệ hành vi tự sát trong suốt cuộc đời là 12,01%. Nguy cơ với bệnh nhân tim mạch thì nguy cơ với bệnh mạch vành tử vong do tim mạch tăng 26% và 48% trên bệnh nhân lo âu. Lo âu liên quan tới tăng 47% chết do mọi nguyên nhân, chết do tim mạch và 25% tái phát các triệu chứng tim mạch. Ngủ ít thì làm tăng 32% nguy cơ tim mạch. Trầm cảm và lo âu làm tăng 28% và 26% nguy cơ nhập viện của bệnh nhân tim mạch. Và bệnh nhân tim mạch có lo âu kèm theo phía trầm cảm thì nguy cơ nhập viện tăng 35%. Các nghiên cứu cũng thấy rằng nguy cơ phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân tiêu hóa như lo âu thì làm tăng 28% nguy cơ phải phẫu thuật ở bệnh nhân Crohn. Tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân tiêu hóa thì lo âu làm tăng 1,48 lần ở bệnh nhân Crohn và 1,28 lần ở bệnh nhân viêm ruột kết. Lâu làm tăng sử dụng các loại thuốc như tăng 1,17 lần tỷ lệ dùng thuốc ức chế TNF, tăng 1,83 lần sử dụng corticoid và sử dụng các chất điều hòa miễn dịch ở bệnh nhân Crohn. Các chi phí y khoa khác như bệnh nhân Crohn có thể bị lo âu thì sử dụng CT scanner nhiều hơn 66%. Ngoài ra, các bệnh nhân phải thăm khám và nội soi nhiều hơn. Nguy cơ trên bệnh lý hô hấp thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng mẹ bị lo âu thì tăng tỷ lệ hen con ở trên con lên 1,64 lần. Lo âu là trầm cảm làm tăng chi phí y tế của bệnh nhân hen lên khoảng 51% và làm rất giảm chất lượng cuộc sống, hiệu quả điều trị của các bệnh lý hô hấp như hen hay là COPD, v.v. Chính vì vậy mà cần thiết phải điều trị rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu ở kết hợp ở các bệnh lý cơ thể. Vậy, nguyên tắc điều trị là gì? Thứ nhất là chiến lược kiểm soát lo âu và giảm stress. Thì giải thích hợp lý về các vấn đề cơ thể và triệu chứng cơ thể của lo âu, tập đối mặt với các tình huống gây lo âu, stress, các hoạt động thể lực như thư giãn luyện tập để lôi cuốn bệnh nhân, tránh lạm dụng rượu và thuốc ngủ. Điều trị triệu chứng thì chọn lựa thuốc, thứ nhất là nhóm thuốc giải lo âu, gồm có benzodiazepine, buspirone, thì đặc điểm của nhóm thuốc này đó là tác dụng nhanh nhưng gây nghiện. Nhóm thứ hai là nhóm các thuốc chống trầm cảm cũ như nhóm IMAO chống trầm cảm 3 vòng, các nhóm thuốc chống trầm cảm mới như là nhóm SRI chống trầm cảm mới khác như venlafaxin, mirtazapine. Đặc điểm của nhóm thuốc này thì là tác dụng chậm, không gây nghiện, tốt hơn khi phối hợp với an thần kinh liều thấp. Nhóm thuốc thứ ba, các thuốc thay thế và chọn lựa khác bao gồm các thuốc chặn beta, clonidine. Các thuốc chống loạn thần thế hệ mới cũng được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu như quetiapine, vân vân. Đặc điểm của nhóm này thì thường chỉ dùng liều thấp, không gây nghiện và tốt hơn khi phối hợp với các thuốc chống trầm cảm. Trên đây là khuyến cáo điều trị rối loạn lo toàn thể theo Liên đoàn Tâm thần và Sinh học Thế giới. Và sau đây xin được phép trình bày hai ca lâm sàng ở bệnh nhân có rối loạn lo âu ở các bệnh lý cơ thể. Ca lâm sàng thứ nhất đó, bệnh nhân nữ, 56 tuổi, nghề nghiệp là làm ruộng. Bệnh nhân nhập viện vì ý tưởng và hành vi tự sát. Bệnh sử thì bệnh nhân có tiền sử sản nhi bình thường, tính cách hiền hòa, chịu khó, học hết lớp 9 thì ở nhà làm nông cùng gia đình. Lớn lên bệnh nhân lấy chồng cùng xã, cuộc sống gia đình tạm ổn, sinh được 3 người con cái đã lớn và xây dựng gia đình. Bệnh nhân có biểu hiện đau thần kinh hông to bên phải từ năm 2006 nhưng chỉ chữa bằng châm cứu và thủy châm tại chỗ.
Đến năm 2009 thì bệnh nhân được chẩn đoán là thoát vị địa đệm và đã mổ tại bệnh viện Quân y 108. Sau mổ thì các triệu chứng đau thần kinh hông to có giảm. Một thời gian sau thì xuất hiện cảm giác đau vùng thắt lưng, đau khu vực đã phẫu thuật. Bệnh nhân đã đi khám thì không thấy tổn thương mới ở vùng cột sống thắt lưng, nhưng bệnh nhân lo lắng rất nhiều, lúc đầu chỉ lo về vị trí mổ, sợ có biến chứng, sau lại lo lắng về nhiều chủ đề khác như sức khỏe hay là mình có bệnh gì khác mà bác sĩ chưa tìm thấy. Kèm theo sự lo lắng trên thì bệnh nhân luôn thấy bồn chồn, bất an, cảm giác bồn chồn tăng lên khi các triệu chứng đau của bệnh nhân tăng. Bệnh nhân mất ngủ rất nhiều, lúc đầu là thức giấc nhiều lần trong đêm, sau thì thêm mất ngủ đầu giấc và hay thức dậy sớm. Kèm theo thì hay có những cơn hồi hộp, tim đập nhanh, khó thư giãn nên ngày càng ngủ ít. Bệnh nhân đã đi khám nhiều lần tại chuyên khoa thần kinh và chuyên khoa ngoại, nhưng bác sĩ đều trả lời là không có tổn thương mới về thần kinh hay cột sống. Bệnh nhân đã được bác sĩ cho sử dụng Lesomin là nhóm thuốc giải lo âu với liều là 3mg một ngày. Bệnh nhân thấy đỡ rất nhiều, ngủ tốt hơn, đặc biệt các triệu chứng lo lắng và triệu chứng đau, bồn chồn, hồi hộp cũng đỡ nhanh chóng. Chính vì vậy mà bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc Lesomin kéo dài. Sau 3 tháng thì bệnh nhân thấy các triệu chứng lo lắng, bồn chồn, đau, hồi hộp lại dần trở lại và ngày càng rõ hơn. Thì bệnh nhân đi khám tại phòng khám đa khoa, được chẩn đoán là rối loạn thần kinh thực vật và được điều trị tiếp tục bằng Sedusen, tăng cường nuôi dưỡng não, v.v. Thì bệnh tình không cải thiện nhiều, bệnh nhân ngủ kém, khó chịu về cơ thể, luôn lo lắng nhiều chủ đề khác nhau, chóng mặt, nhức đầu, v.v. Đặc biệt khi bệnh nhân không uống Sedusen thì bệnh nhân thức trắng, bồn chồn nhiều hơn, có cơn hoảng sợ. Bệnh nhân đã khám lại nhiều lần, nhiều bác sĩ mà bệnh không cải thiện nên đã bỏ thuốc và không điều trị gì. Sau khi bỏ thuốc thì bệnh nhân thấy tình trạng lo lắng bồn chồn rất nặng, hồi hộp, hoảng hốt, đôi lúc có cơn hoảng sợ, tim đập nhanh, vã mồ hôi, run chân tay, v.v. Bệnh nhân không thể thư giãn được. Bệnh nhân đã tìm mọi cách để cố gắng thư giãn nhưng không thể vượt qua nên đã tìm mua thuốc chuột về tự sát và được phát hiện kịp thời. Thì vào viện cấp cứu và sau đó bệnh nhân được chuyển đến chuyên khoa tâm thần. Tại chuyên khoa tâm thần thì bệnh nhân được khám và chẩn đoán là rối loạn lo lan tỏa trên lệ thuộc Sedusen. Về điều trị thì bệnh nhân này đã được sử dụng thuốc chống trầm cảm nhóm SSRI và kết hợp với an thần kinh thế hệ mới, giải thích hợp lý về những vấn đề mà bệnh nhân đang trải nghiệm. Và kết quả thì sau 4 tuần bệnh nhân đã ngủ khá hơn, các triệu chứng đã có cải thiện. Sau 8 tuần thì bệnh nhân đã dễ chịu hơn nhiều, đặc biệt là ngủ được, các triệu chứng thần kinh thực vật giảm rõ rệt, các triệu chứng thần kinh cơ thì còn. Sau 6 tháng thì các triệu chứng hầu như đã mờ nhạt hẳn, ngủ tốt, thoải mái và tự tin hơn và thuốc giảm dần để ngưng điều trị. Ca lâm sàng thứ 2 thì đó là bệnh nhân nam, 45 tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh, lý do vào viện là cơn tăng huyết áp. Thì bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử sản nhi bình thường, đã tốt nghiệp đại học, tính cách cởi mở, ưa giao thiệp nhưng gần đây gặp một số trắc trở trong kinh doanh. Bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng từ 2 năm trước, khám và điều trị nghiêm túc nhưng vẫn tái phát. Trong 2 năm thì bệnh nhân đã điều trị viêm loét dạ dày đến 3 lần. Và gần đây thì bệnh nhân xuất hiện hay chóng mặt, nhức đầu, ngủ ít nên đã đi đo và kiểm tra huyết áp thấy huyết áp dao động lúc cao lúc thấp. Huyết áp tăng khi bệnh nhân lo lắng, căng thẳng, bồn chồn, khi lo nhiều thì huyết áp tăng cao hơn. Bệnh nhân đã đi khám tim mạch, làm điện tim thì thấy nhịp nhanh xoang, huyết áp dao động và cao nhất là 170 trên 110 mmHg thủy ngân. Bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc hạ áp nhưng không có kết quả. Bác sĩ đã cho điều trị thử bằng Sedusen thì bệnh nhân thấy dễ chịu và huyết áp ổn hơn. Bệnh nhân được chuyển đến chuyên khoa tâm thần điều trị với chẩn đoán là tăng huyết áp do căn nguyên tâm lý. Tại chuyên khoa tâm thần thì bác sĩ đã phỏng vấn và phát hiện rằng bệnh nhân có nhiều mối lo mơ hồ, triệu chứng thần kinh thực vật thay đổi liên quan đến mức độ lo lắng của bệnh nhân và bệnh nhân đã được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Về điều trị thì bệnh nhân đã được giải thích hợp lý và sử dụng thuốc an thần kinh mới liều thấp như quetiapin, olanzapin, v.v. Kết quả thì sau một thời gian ngắn thì bệnh nhân đã dần cảm thấy dễ chịu, ngủ khá lên và huyết áp dần ổn định. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân với các triệu chứng lo âu nhưng mà thường bệnh nhân hay đến với các chuyên khoa nội khoa để khám trước khi đến với chuyên khoa tâm thần, hoặc là những bệnh nhân nội khoa có các triệu chứng kèm theo và làm cho bệnh lý nội khoa tăng nặng lên và điều trị khó khăn hơn. Sau đây thì tôi xin đưa ra một số kết luận, đó là rối loạn lo âu, đặc biệt thì rối loạn lo âu lan tỏa khá phổ biến cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chuyên khoa bệnh lý cơ thể. Lâu thì làm trầm trọng các tình trạng bệnh lý cơ thể, giảm chất lượng cuộc sống và tăng chi phí điều trị, là gánh nặng trong các điều trị bệnh lý nội khoa đồng mắc. Xin hết ạ.
Cảm ơn bác sĩ Phương Mai đã trình bày một cái chủ đề rất là hay. Đó là liên quan đến các rối loạn lo âu và bệnh lý cơ thể. Cái này nó khá là thường xuyên gặp ở các cái phòng khám của chúng ta. Và nhiều khi các bác sĩ chúng ta không để ý, làm rất nhiều cái xét nghiệm chụp chiếu. Nhưng mà từ giờ có lẽ là chúng ta cần quan tâm hơn đến gọi là cái đời sống tinh thần của người bệnh. Các cái rối loạn lo âu này nó tỷ lệ cũng khá gặp, khá cao. Không những là kể cả người bệnh mà kể cả nhân viên y tế chúng ta cũng có, chứ chả phải cứ gì người bệnh. Đúng ạ, cho nên là tôi hy vọng rằng là qua cái trao đổi của bác sĩ Phương Mai vừa rồi, chúng ta sẽ quan tâm hơn đến gọi là cái đời sống tinh thần của người bệnh, cũng giống như là mỗi bản thân chúng ta. Một lần nữa xin rất là cảm ơn bác sĩ Phương Mai. Thứ hai là xin hỏi các đầu cầu, các bạn có hỏi gì không? Để bác sĩ Phương Mai trả lời. Em ngồi đây. Dạ, em xin chào các thầy cô ạ. Các thầy cô có nghe rõ không ạ? Nghe rõ, bạn nói đi. Vâng, em kính chào các thầy cô. Em muốn nghe cô vừa trình bày, cô Phương Mai cô trình bày có các cái loại thuốc an thần kinh thế hệ mới. Thì chúng em là những cái bệnh viện ở phía Bắc, vùng cao, cũng chưa đều có điều kiện tiếp cận. Nên em cũng muốn cô trình bày một vài loại ngắn gọn để chúng em biết được trên thị trường hiện nay đang có và giá cả, để chúng em biết được tư vấn để cho người bệnh, đặc biệt trong điều trị nội khoa đây là một cái rất là khó khăn. Em xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Xin phép được trả lời câu hỏi của anh. Thì hiện tại an thần kinh thì có hai thế hệ, thứ nhất là thế hệ cũ và thế hệ mới. Nhóm thuốc an thần kinh thế hệ cũ thì có nhiều tác dụng phụ ngoại tháp, có như là bệnh nhân gây thường bị loạn trương lực cơ cấp, như co cứng cơ. Và nhóm thuốc an thần kinh thế hệ mới thì đã giải quyết được các tác dụng không mong muốn của nhóm an thần kinh thế hệ cũ trên vận động và đã mang lại cái hiệu quả điều trị rất là cao. Ví dụ như là nhóm olanzapine, risperidone, nhóm quetiapine, đấy là nhóm thuốc an thần kinh thế hệ mới. Còn nhóm thuốc an thần kinh thế hệ cũ thì là có nhóm haloperidol và các anh chị vẫn thường hay sử dụng trong các tình huống cấp cứu khi tiêm cho bệnh nhân kích động. Và nhóm thuốc an thần kinh thế hệ mới ngoài những ưu điểm như thế, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn phải lưu ý là có cái tác dụng không mong muốn trên chuyển hóa. Có nghĩa là những bệnh nhân đó thì thường dễ bị tăng cân, béo phì hay rối loạn chuyển hóa lipid máu. Cho nên là khi chúng ta điều trị, chúng ta cũng vẫn phải theo dõi cho bệnh nhân. Xin cô nhắc lại chậm chậm một chút để cho các bạn nghe ghi ạ. Nhóm thuốc an thần kinh thế hệ mới thì ngoài việc điều trị các triệu chứng loạn thần thì còn có tác dụng với các liều thấp, thì còn có tác dụng phối hợp với các thuốc giải lo âu chống trầm cảm, điều trị rất là tốt cái nhóm bệnh nhân rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm hoặc các bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress, hoặc có thể điều trị các bệnh nhân và gặp các rối loạn về giấc ngủ với các an thần kinh liều thấp. Vâng, em xin cảm ơn cô. Và em có thêm một cái câu hỏi, tức là cái mô hình điều trị tâm thần hiện nay ở tuyến cơ sở thì nó có hai cái mô hình. Mô hình thứ nhất là những bệnh nhân phát hiện mới thì điều trị ở bệnh viện, sau đó là chuyển qua các trung tâm y tế, tức là họ làm dự phòng và nơi đó quản lý và cấp thuốc. Đấy. Thường thì họ kết hợp giữa phác đồ nó cũng chưa được thay đổi, thấy rằng họ cho dùng kết hợp giữa aminazin và haloperidol uống ở ngoài cộng đồng. Bệnh viện thì tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân sau khi mà uống hai loại thuốc đó, họ không được chỉnh liều, họ có những tác dụng phụ, đặc biệt là haloperidol. Tác dụng nhược cơ rất là khó khăn trong điều trị. Thì em xin cô cho chúng em biết cách xử trí những cái trường hợp mà tác dụng phụ của haloperidol. Xin cảm ơn cô. Hiện tại thì Viện Sức khỏe Tâm thần cũng đã được thông qua cái cuốn mà hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp, đã được Bộ Y tế phê duyệt. Và nếu mà cần thì anh có thể tham khảo thêm ở trong cuốn đó. Còn với các bệnh nhân mà đã bị triệu chứng loạn trương lực cơ cấp do sử dụng các thuốc an thần kinh thế hệ cũ thì có thể mình dùng thuốc đối kháng để điều trị các triệu chứng loạn trương lực cơ cấp như là dùng các nhóm như Actan, Danafatriac, nhóm Triac. Có thể
trong trường hợp đấy thì bệnh nhân không thể rất là khó nuốt, thì cái thuốc đấy nó sẽ tan ở trong nước, anh có thể cho bệnh nhân ngậm dưới lưỡi thì nó cũng tan và cái tác dụng rất là nhanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì khi sử dụng các thuốc để điều trị loạn trương lực cơ cấp ở bệnh nhân sử dụng an thần kinh cũ thì bệnh nhân thường hay bị mất ngủ, thì chúng ta nếu mà vào buổi tối thì có thể xử trí bằng benzodiazepine dùng đường tiêm ạ, phối hợp để tạo cái sự giãn cơ thì bệnh nhân cũng đỡ các triệu chứng co cứng cơ. Vâng, em cảm ơn cô. Vâng, các bạn còn hỏi gì không ạ? Xin mời các đầu cầu các bạn. Vâng, nếu mà các đầu cầu chúng ta không hỏi gì nữa thì một lần nữa xin rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai. Sau đây đến